Em đã thành công rồi. À, bây giờ bố mới quay được ấy. Bao nhiêu ngày bố mới quay được cảnh em lật, có lúc quay được bao nhiêu nửa tiếng ngồi em không chịu lật, có lúc đùng cái em lật luôn. Thoải mái không? Em thoải mái không? Em thảo thoải mái không? À, ừ, thoải mái đúng không? Em lật xong em thoải mái, giờ lật giỏi rồi. Đùng tí là em lật được ngay thôi nhỉ. Thoải mái quá nhỉ, quay đây với xe nào, đây nào, đây mà, trời ơi thoải mái quá nhỉ. Thế là bố quay em là được rồi nhỉ, yêu quá nhỉ, ơi kìa, ôi trời ơi. Em là được rồi, thoải mái quá đi nhỉ. Thì quay đây bố xe nào, đây mà, đây mà, đây mà, đây mà. Em Phạm Phương Thảo đây này, em đặt rồi, có quay được em đặt rồi. Đúng ngày mùng 8 tháng 8 em đặt được rồi nhỉ. Có quay được em đặt chộp mãi mới được đấy nhỉ.